Chương 121, hai chữ tin tưởng. Hắn chưa thấy qua mưa, từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua mưa, cái thứ gì đó từ trên trời giáng xuống mang đến cho hắn kích thích quá mức mãnh liệt, lại thêm dáng vẻ lúc này của Như Thương, từng chút khiêu chiến với năng lực cực lớn tùy thời nảy sinh trong người hắn, cũng may hắn chỉ là gào lên, không có dứt khoát xông lên phía trước tấn công Như Thương, cô độc chứng sợ hắn tiếp tục như vậy nữa sẽ làm hỏng việc, vì vậy vội vàng đưa ra một tay nhanh chóng bấm nhẹ phía sau gáy của hắn, lực đạo thật lớn, hơn nữa còn tìm đúng vị trí huyệt, hài tử đang gào thét đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, sau đó duy trì tư thế ôm đầu thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn về phía cô độc chứng, hắn trầm giọng nói, không phải nói, thấy cái gì cũng không cần kinh ngạc. Sau đó chỉ ngón tay về phía Như Thương, nói, ta biết, hiện tại chuyện nàng làm là ở ngoài phạm vi kiến thức của ngươi, đừng nói là ngươi mà ngay cả ta cũng giống như vậy nhưng ta vẫn nói câu nói đó ở chung một chỗ phải tin tưởng lẫn nhau bất kể đối phương nói cái gì làm cái gì cho dù trong lòng có nghi ngờ nhưng chỉ cần nhớ nàng sẽ không hại ngươi như vậy đã đủ từng câu từng chữ như thế lần lượt rơi vào tai như thương hai mắt tóe ra ánh sáng đỏ dường như có hơi nước phủ kín tin tưởng hai chữ đơn giản như vậy nhưng quả thật là một chuyện khó nhất trên đời mấy ai có thể chân chính làm được mưa đã đến mặc dù không lớn, nhưng nàng biết đối với người Tây Dạ mà nói, đây cũng là chuyện trăm năm khó có được một lần, dĩ nhiên cái này vẫn chưa đủ, chẳng mấy chốc lập tức sẽ có một trận mưa lớn hơn nữa, nàng đang kéo thời gian, mục đích là muốn ba người nàng ra khỏi tòa tháp lâu trước rồi hãy nói, tự làm cái hít sâu, sau đó hạ xuống hai cánh tay, ánh sáng đỏ trong mắt biến mất hơn phân nữa, nhưng vẫn còn mơ hồ ửng hồng, nàng quay đầu, nhìn nhìn quỷ đồng đã đứng lên, ấy nấy cười một tiếng, hù được ngươi đừng sợ. Tuy rằng ta không phải là người lương thiện gì, nhưng cũng không đến mức ra tay làm tổn thương người của mình. Chương 122, xông ra tháp trấn yêu. Lại nhìn về phía cô độc chứng, trong ánh mắt có chút mê ly, còn đang tràn ngập một chút chờ đợi. Trong lòng cô độc chứng bỗng nhiên, lột bột, không tự giác bước chân lên phía trước, đồng thời đưa tay qua đón lấy cánh tay như thương. Tay của hắn vừa tới, nàng vốn đang đứng rất tốt, nhưng bỗng nhiên như mất hết sức lực, mềm nhũng ngã vào ngực cô độc chứng, ngươi làm sao vậy? Hắn mở miệng, vừa ôm lấy người vừa vội vàng nói, nhìn xuống. Dù sao cũng không được hộc máu, trong lòng ngực như thương đang lấp đầy một nguồn máu to sắp phải phun ra, nhưng khi nghe cô độc chứng khuyên lời này, lại liên tiếp nuốt trở vào, một luồng mùi tanh từ trong cổ họng bốc lên, thật ghê tởm, nhưng cũng may người còn tỉnh táo, quỷ đồng thấy bộ dạng nàng như vậy cũng sợ hãi, vội vàng chạy đi qua hài tử hình như đã nghĩ tới điều gì, nhìn dáng vẻ như thương đang thống khổ, rốt cuộc lên tiếng, tràn đầy tự trách nói, thật xin lỗi, là ta làm ngươi bị thương thành như vậy, như thương khoát khoát tay, không cùng hắn tranh cãi, chỉ nhìn về phía cô độc chứng nói, cổng ta, nhanh chóng đi ra ngoài, ân. Cô độc chứng gật đầu, rồi tiến lên một bước ngồi nửa người xuống, để cho như thương vững vàng đặt lên lưng của mình, rồi sau đó cũng không kéo dài, nhấc chân hướng trên vách tường đá, người nhẹ nhàng nhảy vọt lên một cái, lại duỗi thẳng một cánh tay bắt lấy cửa thông gió, đợi tay nắm chặt, đồng thời thả như thương ở phía sau xuống, dùng tay còn lại bắt lấy cổ tay của nàng, bản thân nhảy ra ngoài trước, sau đó trở lại kéo người lên, cửa thông gió này quá nhỏ, bên cạnh còn có tảng đá, hắn sợ cứ như vậy đi ra sẽ làm như thương bị thương, cho nên mới cẩn thận như thế, sau khi hai người vội vã đi ra, quỷ đồng đi sát ở phía sau cũng nhảy lên theo. Động tác một người so với hai người phải nhanh hơn nhiều, nhưng quỷ đồng lại hơi có vẻ do dự. Rất dễ hiểu, bởi vì hắn đối với thế giới mới lạ ở bên ngoài vẫn còn có điều nghi kỵ, chương 123, liều mình dẫn mưa. Cánh cửa sổ này hắn nhìn rất nhiều năm, bắt đầu từ ngày đó hắn đã từng nghĩ muốn từ trong này đi ra ngoài, hiện tại hắn có thể trực tiếp làm theo nhảy xuống, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không dám, một người đối với thế giới không biết, sợ hãi là từ tâm lý sinh ra cùng với một người có võ nghệ cao hay không cao, can đảm hay không can đảm, hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng hôm nay có khác, hắn nhận cô độc chứng là chủ tử, như vậy nhất định cần phải đi theo hắn, chủ tử đến đâu hắn phải đến đó. Đây là ý nghĩ duy nhất lúc này của quỷ đồng, đi xuống trước. Như thương lên tiếng, chút mưa này có thể không làm gì được, chúng ta phải đi xuống trước, sau đó ta sẽ nghĩ cách, đừng suy nghĩ. Cô độc chứng lại cổng nàng ở trên lưng, sau đó tỏ ý bảo quỷ đồng đi theo, nhanh chóng lập tức nhảy xuống đáy tháp, ngươi nhìn tình hình bây giờ xem, lặp đi lặp lại sao có thể còn mạng đây. Chút mưa này cũng đủ làm cho người trong đại mạc một trận hốt hoảng, ngươi xem, hắn chỉ vào bốn phía tháp, nơi này trước kia vẫn luôn có trọng binh canh giữ, nhưng bây giờ một người cũng nhìn không thấy, tất cả mọi người bận biểu đi dự trữ nước, đâu còn lòng dạ để theo dõi tháp trấn yêu. Cái nơi mà hơn 10 năm đều không có một người sống đi ra hắn nói không sai bốn phía tháp trấn yêu lúc này cũng không có nửa bóng người nhưng nhìn xa xa ở phía trước vẫn có thể thấy hạ nhân tây dạ không ngừng chạy loạn tới tới lui lui mặc dù tây dạ không thiếu nước hoàn thành là một mảnh ốc đảo lớn cũng đủ để cho bọn họ sinh tồn nhưng không khẳng định được ốc đảo bao lớn thứ đó thật giống như một ảo ảnh nói không chừng có khi vừa ngủ dậy nó sẽ biến mất sạch ở trong sa mạc rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra đề phòng rắc rối có thể xuất hiện đây mới là chuyện mọi người cần nên làm, vẫn là có người. Nàng yếu ớt lên tiếng, song quyền nang địch tứ thủ, chúng ta có thể không đánh thì đừng đánh. Hai nắm tay khó đối phó cùng bốn cánh tay ít không chống được với nhiều, nói xong, cũng không để ý cô độc chứng phản đối, ở trên lưng của hắn, một tay vòng qua cổ của hắn, một tay còn lại duỗi thẳng, hai mắt cùng một lúc lại bắn ra tia sáng đỏ, chương 124, cô độc chứng nổi giận bầu trời tây dạ trong nháy mắt mưa lớn hẳn lên cùng với ánh sáng đỏ trong mắt như thương càng ngày càng đậm thì mưa rơi lại càng lúc càng lớn lại thêm có gió ngay cả các vàng trên mặt đất trong vương cung đều biến thành bùn nhão theo một hướng chảy đi xuống cô độc chứng thấy nàng cố chấp như vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa chỉ có thể cổng người nhanh chóng đi đường tắt chạy đến cửa chính vương cung quỷ đồng chưa bao giờ trải qua cảnh này vừa bắt đầu sợ muốn chết người nhưng dần dần lại phát hiện cái loại được gọi là nước mưa gì đó mặc dù khí thế hào hùng nhưng cũng không có đã thương người, ngược lại còn dội xuống đầu tóc cùng thân thể từ trước đến nay chưa từng được tắm gội làm cho hắn vô cùng thoải mái. Mưa rơi dồn dập mọi người sợ đến mức trốn vào trong phòng, không ai dám đi ra ngoài, hắn vừa chạy vừa vui sướng kêu to, người trong vương cung bị hắn làm cho kinh ngạc. Sa mạc thiếu nước, lại hiếm có mưa ngẫu nhiên chính là trời cao ban ơn, hoặc nói theo bọn là do thần rắn ban ơn. Nhưng đến khi mưa lớn quá mức độ quy định thì ban ơn sẽ bị mọi người chuyển qua hiểu là trừng phạt, đây là thần linh trừng phạt đối với loài người ngu ngốc, để cho nước mưa đến gội rửa tội ác trần gian. Như Thương cảm thấy bản thân gọi mưa đã nhiều năm, trước giờ cũng chưa từng khó chịu qua như vậy, cho dù là năm đó vừa mới xuyên qua lúc bị người chôn sống dưới lòng đất, tình huống kia so với bây giờ tốt hơn rất nhiều. Nội thương nghiêm trọng khiến cho hơi thở của nàng càng ngày càng suy yếu, hơn nữa mưa lớn xâm nhập làm cho thân thể nàng đang bắt đầu không tự chủ lạnh run, cô độc chứng có thể cảm nhận được cánh tay vòng nơi cổ hắn khẽ phát rung chẳng những run rẩy mà còn lạnh buốt giống như một xác chết, dừng lại. Hắn trống to. Đồng thời đưa tay ra bắt lấy cánh tay Như Thương vẫn đang liên tục giơ lên để xuống, Như Thương không có hơi sức vùng vẫy cùng hắn, trận mưa này đã không còn bình thường, tiếp tục dẫn xuống nữa, sợ rằng toàn bộ tây dạ sẽ xảy ra vấn đề, nàng chỉ muốn chạy để thoát thân. Tuy là Tây Dạ Vương cùng Vương Hậu đáng chết, nhưng nói cho cùng dân chúng Tây Dạ vẫn là vô tội. Ngang dọc không phải người lương thiện, nhưng cũng không có giết hại người vô tội, ác nhân A. Ngang dọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau, từ ngoài vào trong, chương 125, thần lực quỷ đồng. Thả xuống cánh tay suy yếu, mặc cho cô độc chứng cầm lấy vòng lên phía trước chạy đi. Tần như thương nằm ở phía sau lúc này không còn một chút hơi sức, cả người hoàn toàn dường như muốn tan rã, tứ chi chết lặng, ngột ngạt khó thở. Nếu có người vào lúc này nói cho nàng biết mạng sống lập tức sẽ mất đi, nàng cũng tin, đầu rũ xuống trên vai cô độc chứng, giống như sắp chết, nhưng lại có một loại cảm giác rất an toàn từ đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này so với khi ở nhà nhã Sơn Trang không giống nhau, tiêu phương trước đó có thể bảo vệ cho nàng hoàn mỹ nhất, nhưng nàng luôn cảm giác mình cả đời này cùng thanh nhã không có quan hệ. Đứng ở trước mặt tiêu phương, giống như là một cao tăng đắc đạo đi gặp một người thế tục mang đầy tội ác nghĩ thế nào cũng cảm thấy hổ thẹn cô độc chứng chạy rất nhanh nhưng cũng rất ổn định rõ ràng cho thấy đang chiều theo thân thể của nàng quỷ đồng giống như lần đầu tiên được đến sân chơi thiếu nhi hết thảy mọi thứ đối với hắn mà nói đều vô cùng mới lạ hắn càng không ngừng nhảy tới nhảy lui ở trong mưa mặc dù như thương nhắm hai mắt nhưng vẫn như cũ có thể nghe được hắn vui sướng gào thét dĩ nhiên Loại vui sướng này chỉ có nàng và cô độc chứng mới có thể cảm nhận được, bị những người khác trong cung nghe phải, nhất định sẽ cho đó là ác quỷ, sợ hãi tới cực điểm, trước cuộc vọt tới trước cửa cung, không có một tên tướng sĩ, cửa thành cũng bị đóng chặt, cô độc chứng liếc mắt nhìn quỷ đồng, lại nhìn cửa thành phía trước hất hất đầu lên, quỷ đồng lập tức hiểu ý tứ của hắn, quát to một tiếng sông lên trước, chỉ một chiêu liền trực tiếp đánh rớt then cửa lớn bằng một cái bắp đùi bình thường. Tiếp theo hai tay lại liên tục nhấc lên lôi kéo phía bên trong, cửa đá khổng lồ cứ như vậy bị lực lượng một người nhẹ nhàng mở ra. Như thương xem vào trong mắt phải thầm khen ngợi cô độc chứng sáng suốt, thu nhận một người như vậy làm thuộc hạ, chỉ cần thuần hóa thỏa đáng. Với hắn bà nói thật sự là một chuyện tốt, cửa thành vừa mở, cô độc chứng cổng như thương dẫn đầu xông ra ngoài, chương 126, gặp lại tiêu phương. Đồng thời vào lúc này, bên ngoài cửa thành có một người đứng đối diện trong mắt ba người người này toàn thân áo trắng, mặc dù đã bị nước mưa làm ướt hết toàn bộ, nhưng vẫn không dính một hạt bụi nhỏ, thuần khiết thoát tục, ở phía sau hắn là hai con lạc đà, thân lạc đà chắc nịch, bàn chân thật lớn, đứng ở trong mưa to nhưng cả đầu cũng không cúi xuống, cứ như vậy đón mưa nhìn về phía trước, từ khóe môi như thương vẽ ra nụ cười, nàng cười thật sự đẹp mắt đến không gì sánh nổi, nhưng bởi vì thân thể khó chịu, cho nên so với khóc vẫn thấy không bằng, tiên sinh đến. Nàng khẽ nói rồi cố gắng lớn tiếng nói bên tai cô độc chứng hắn là tiêu phương người mình cô độc chứng nghe được rõ ràng ngẩng đầu nhìn tiêu phương lúc này mới chạy thẳng đến chỗ của hắn tiêu phương cũng hoảng sợ nhảy qua hắn vì thấy mưa mới vội chạy đến tuy rằng trước đó hai người không có giao hẹn nhưng bầu trời tây dạ đột nhiên đổ mưa không cần suy nghĩ cũng biết là như thương làm ra hắn trước tiên dẫn hai lạc đà đã chuẩn bị tốt từ lâu nhanh chân chạy tới cửa cung nhưng không nghĩ rằng đi ra ngoài có đến ba người mà như thương lại được người cổng trên lưng, A à, thương. Thấy tình hình như vậy tiêu phương bước nhanh về phía trước, trực tiếp nắm lấy cổ tay như thương đang khoát trước người cô độc chứng, gấp giọng nói, sao lại thế này, quỷ đồng cúi đầu không nói, nhưng ấy nấy lại viết rõ ràng ở trên mặt, bộ dáng kia giống như một học sinh tiểu học đã làm sai chuyện, vừa vặn bị lão sư bắt được, chân mày tiêu phương khẽ nhíu, nhìn thoáng qua quỷ đồng, cũng không có bởi vì bề ngoài hắn quá dị mà nảy sinh bất kỳ nghi ngờ gì. Tiện thể chuyển sang cô độc chứng, cũng không nói gì, chỉ đi lên trước một bước bày tỏ ý muốn đỡ lấy Như Thương từ trên lưng hắn, cô độc chứng ngơ ngẩn một chút, cũng không có phối hợp động tác này, Tiêu Phương thấy vậy mới mở miệng, lớn tiếng nói, sững sờ cái gì? Giao người cho ta a, à. Như Thương nghe tiếng mở mắt ra, nhìn Tiêu Phương trước mặt, vẻ mặt hàm chứa ý cười vươn tay về phía hắn. Chương 127, cô độc mất mát. Nụ cười kia khắc sâu vào trong mắt của Quỷ Đồng khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác thật không thoải mái hắn nhìn về phía cô độc chứng thấy người kia cũng không có quá nhiều phản ứng như thương duỗi tay người lại tự nhiên đưa qua nếp sát vào tiêu phương trên lưng không còn người loại cảm giác cô đơn đột nhiên xâm nhập tận trong tâm có một chút mất mát ngay cả quỷ đồng cũng nhìn ra được như thương trong người trọng thương đâu còn tâm tư suy nghĩ điều đó hơn nữa nhìn thấy tiêu phương nàng thật cao hứng nàng xem tiêu phương như bạn cũ thân thiết khẽ vương tay đầu liền dựa sát vào trong ngực giống như một người thân, vừa ổn định lại an tâm, mau. Lên lạc đà. Ánh sáng đỏ từ trong mắt như thương lúc này đang biến mất từng chút, bầu trời cũng dần dần kết thúc trận mưa. Tiêu phương đương nhiên còn rất nhiều thời gian để hỏi đến cùng, không cần thiết phải nóng lòng nhất thời. Vì vậy một tay ôm lấy như thương, thân mình nhẹ nhàng lung lay giống như bay vọt lên lưng lạc đà. Ta không biết các ngươi có ba người, chỉ chuẩn bị hai con lạc đà hai người các ngươi kiên nhẫn chịu đựng trước đợi đến cửa thành trực tiếp tách ra cửa của binh lính giữ thành lời hắn còn chưa dứt đã đưa tay chụp lấy cổ lạc đà lạc đà dường như bị tác động liền rút chân chạy về phía trước tốc độ cực nhanh không kém gì ngựa như thương được đặt trước người cách chỗ lưng nhọn người vẫn là như tỉnh như không nhưng nói chung là biết tiêu phương ở phía sau lưng để cho nàng dựa vào trong ngực nghỉ ngơi bằng tư thế ở mức độ thoải mái nhất trông thấy tiêu phương cùng như thương đã chạy đi Cô độc chứng liếc mắt nhìn Quỷ Đồng, trầm giọng nói, nhảy lên, "A." À, quỷ Đồng sửng sốt, ngay sau đó chỉ vào lạc đà nói, "Chủ nhân lên, ta chạy theo là được, đừng nói nhiều, nghe ta." Sắc mặt hắn trầm xuống, không có ý định nhiều lời, Quỷ Đồng thấy thế cũng không hỏi lại, vội vàng đi đến trước lạc đà, xoay người nhảy lên, cô độc chứng bước lên tay vỗ xuống một cái, lạc đà liền giống như con ở phía trước nhanh chóng chạy đi. Chương 128, người mang ra ngoài là ai? hắn gật đầu lòng thầm nói thì ra là lạc đà chân to chạy quả thật rất nhanh nói vậy vị bạch y công tử tìm được hai con lạc đà này tốn cũng không ít thời gian lạc đà chạy quỷ đồng ngồi ở phía trên trong lòng sốt ruột muốn quay đầu nhìn xem cô độc phải làm sao còn chưa kịp quay đầu sang chỗ khác đã thấy một bóng người gấp rút chạy tới bên cạnh hắn bị dọa giật mình nhưng định thần nhìn lại thì ra là chủ nhân của hắn cô độc chứng lúc này đang không nửa người thân hình hoàn toàn trông giống như một con báo mạnh mẽ lại nhanh chóng. Tuy rằng chỉ dựa vào hai chân chạy bộ, nhưng so với con lạc đà chân to này thì một chút cũng không kém. Cứ như vậy, hai người một lạc đà gấp gáp ở trong mưa chạy đi như bay, đợi đến khi dừng lại, ngay cả tiêu phương cũng phải bội phục cô độc chứng đã làm được công phu này. Bọn họ dừng lại ở cửa thành, cũng giống như trong vương cung, binh lính giữ thành từ lâu đã không biết đi chỗ nào tránh mưa, không còn bóng dáng, mưa to thế này, không ai nghĩ tới sẽ có người hấp tấp rời khỏi thành bọn họ cho rằng tây dạ này dù không tuân thủ cũng vẫn an toàn lại không nghĩ còn có một nhóm người đang giả dạng đến dưới cửa thành lập tức sẽ cùng tây dạ thẳng thắn nói lời tạm biệt bên kia có lạc đà tiêu phương chỉ một ngón tay là chuồng lạc đà bọn lính cô độc chứng không nói hai lời nhanh chóng vọt tới chỗ đó dạo qua một vòng từ trong ra ngoài sau đó cưỡi một con lạc đà cao nhất đi ra tiêu phương khẽ gật đầu nhận ra ánh mắt cô độc chứng lựa chọn lạc đà cũng không tệ bởi vì điều kiện có hạn hắn chọn con này dĩ nhiên là chạy không nhanh bằng hai con bản thân mang tới nhưng không kém nhau nhiều lắm muốn xông ra sa mạc cũng không phải là vấn đề thấy cô độc chứng dắt lạc đà trở lại quỷ đồng tự biết bản thân phải ra tay vì vậy lặp lại chiêu cũ một mình dễ dàng mở ra cửa tòa thành tiêu phương thầm hít một ngụm khí lạnh theo bản năng cúi đầu nhìn tầng như thương chỉ nói nha đầu ngươi mang ra ngoài đây là những người nào a? À? Chương 129, Quỷ đồng bài xích tiểu phương. Ba người rất nhanh chạy sâu vào trong đại mạc, hai canh giờ liên tiếp không ngừng chạy về phía trước, khi quay đầu nhìn lại một tòa vương thành Tây Dạ đã sớm biến mất ở trong cát vàng, mưa to chỉ vì Tây Dạ mà xuống, rời khỏi Tây Dạ chưa đến ba dặm đường, một dặm một phần hai km, nơi đâu cũng vẫn là đầy trời cát vàng, mọi người đi được đến nửa đêm, cuối cùng cũng dừng chân lại, tiêu phương dừng lại trước tiên, sau đó chỉ chỉ Như Thương, lại nhìn cô độc chứng cùng Quỷ Đồng theo tới phía sau nói, không thể chạy nữa, nàng chịu không được. Rồi sau đó vỗ vỗ một bao gì đó của bản thân treo trên lưng lạc đà, nói, ở đây có cái màn, có thể làm phiền hai vị giúp đỡ dựng lên hay không? Ta phải xem xét vết thương cho A Thương, cô độc chứng gật đầu, tự xuống lạc đà đi lên cầm lấy tấm màn, Quỷ Đồng cũng đi xuống theo, lại ngẩn người không biết phải làm sao đi làm, màn là cái gì? Cái từ này đối với hắn mà nói thật mới mẻ, nhưng quỷ đồng thật ra cũng rất thông minh, vô cùng vô cùng thông minh. Cô độc chứng một bên mở ra hành trang một bên nói chút nguyên lý cơ bản cho hắn, hắn lập tức liền ghi nhớ toàn bộ, lại còn có thể bắt đầu thao tác. Màn thời cổ vốn là đơn giản, không có nhiều nút thắt phức tạp, đều là từng đoạn từng đoạn cây trúc dựa theo kích cỡ không đều xuyên lại với nhau, cuối cùng dùng màn vải che kín lại là xong. Hai người rất nhanh đem màn dựng lên thật tốt, Tiêu phương ôm ngang như thương trực tiếp đi vào bên trong, quỷ đồng muốn đi theo, nhưng bị cô độc chứng ngăn lại, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi ở bên cạnh ngoài màn che, bộ dáng như là đang giữ cửa, thật ra thì quỷ đồng có rất nhiều lời muốn nói, từ trước tới nay hắn đều thấy cô độc chứng chiếu cố đến như thương không ít, hơn nữa khi hai người cùng nhau đối địch lại vô cùng hiểu ý, điều này khiến cho hắn cảm thấy như thương và cô độc chứng phải ở cùng một chỗ với nhau, hắn không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Chẳng qua là cảm thấy nếu hai người đó sánh vai mà đứng thì hết sức dễ chịu, bây giờ đột nhiên lại có một người khác đến, vả lại còn trực tiếp đoạt đi như thương từ trong tay cô độc chứng, chuyện này đối với Quỷ Đồng mà nói, thật sự khó có thể chấp nhận được. Chương 130, không phải bằng hữu cũng xem như là bạn cùng đường. Thấy bộ dáng hắn như vậy, cô độc chứng hình như cũng đoán được phần nào, vốn không muốn quan tâm tới những thứ này, nhưng dù sao Quỷ Đồng cũng không phải hài tử lớn lên ở hoàn cảnh bình thường. Hắn sợ trong lòng hài tử này không hiểu, sẽ làm ra tổn hại đối với những người đi chung, không lên tiếng không được, liền nói: "Nếu đi chung một đường, coi như không phải bằng hữu, thì cũng là bạn cùng đường." Tỷ tỷ như thương ngươi tin tưởng người kia, chúng ta phải nên cùng nhau tin tưởng, vậy thì mới tốt." Quỷ đồng buồn bực không lên tiếng, nhưng cũng không còn muốn đi vào bên trong. Học theo bộ dạng cô độc chứng ngồi xuống ở một đầu bên kia, sau đó không ai bảo ai mà cùng nhau trầm mặc bọn họ chỉ dựng lên một cái màn đơn giản, bên trong cũng không có vật dụng hay quần áo chăn đệm gì để chống lạnh. Nơi này tuy là sa mạc, nhưng nóng bức chỉ là ban ngày. Nhiệt độ sớm tối trong đại mạc trên lệch rất lớn, bọn họ vừa dầm mưa, như thương lại bị nội thương nặng đang không tự giác bắt đầu phát trung lên. Tâm tiêu phương từng trận lạnh lẽo, bộ dạng nàng bây giờ làm cho hắn nhớ lại cái đêm 4 năm về trước. Hắn cũng ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm cứu như thương mang về, chớp mắt đã 4 năm, hoàn cảnh chấn động lòng người giống như lúc đó lại muốn diễn ra, tiên sinh. Một âm thanh yếu ớt truyền đến, là như thương, tiêu phương gật gật đầu, ý bảo nàng không nên nói nhiều. Sau đó đưa tay vào trong ngực, lấy ra một bình sứ nhỏ, ăn trước một viên, ổn định tinh thần. Viên thuốc bên trong bị hắn trực tiếp nhét vào miệng như thương, lại vội kéo qua túi nước ở bên cạnh đưa cho nàng hấp một ngụm. Lúc này mới nói, không biết ngươi sẽ như vậy, nếu không, nói cái gì ta cũng phải đi vào cung giúp ngươi như thương lại nhếch môi cười khổ thầm nghĩ cho dù tiêu phương vào cung e rằng mọi chuyện cũng không có thay đổi gì lớn nàng vươn tay qua tiêu phương hai người cầm tay lẫn nhau thật chặt từ trong lòng dân lên một loại cảm giác rất an toàn là người thân quan tâm cho nhau không có quan hệ gì khác yên tâm ta không có việc gì nàng nói để cho tiêu phương nhẹ lòng lại không nhịn được ho ra hai cái